Mỹ-Nhật-Philippines đối thoại, nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng. Hoa Kỳ-Nhật Bản không có kế hoạch chia sẻ dữ liệu máy bay không người lái với Đài Loan. Cựu tư lệnh quân đội Đài Loan nói hàng không mẫu hạm Trung Quốc là mối đe dọa đối với trật tự toàn cầu. Mỹ đẩy mạnh quân bài mới ở Biển Đông. Kim Chi kính chào quý vị đang theo dõi bản tin Biển Đông Đài Loan ngày 17 tháng 6 của DKN. Kính thưa quý vị, nếu quý vị yêu thích các bản tin của DKN, kính mời quý vị bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin cập nhật mới nhất của chúng tôi. Tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Mỹ, Nhật, Philippines đối thoại, nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Nhật Bản và Philippines đã có cuộc đối thoại an ninh lần đầu và nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng. Ngày 16 tháng 6 tại Tokyo, Nhật Bản, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan, người đồng cấp Akiba Takio của Nhật Bản và Ecuador Ano của Philippines đã có cuộc đối thoại lần đầu tiên. AB trích tuyên bố chung cho biết các quan chức đã thảo luận về tình hình an ninh khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Indo-Pacific, gồm tình hình Biển Đông, Biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan. Các quan chức nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác ba bên, duy trì hòa bình và ổn định tại Indo-Pacific. Nhóm cố vấn thảo luận việc tập trận chung trên biển giữa ba nước tại Indo-Pacific và đồng ý thắt chặt hợp tác quân sự trong việc viện trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa. Ông Sullivan nói, khuôn khổ ba bên mới là một phần của nhiều mối quan hệ của Mỹ tại khu vực Indo-Pacific như hợp tác Mỹ-Nhật Bản-Hàn Quốc. Đối thoại Bộ Tứ Mỹ-Nhật Bản-Ấn Độ-Úc Trước đó một ngày, ông Sullivan, ông Takio và người đồng cấp Hàn Quốc, Châu Tài có cuộc họp ba bên nhằm tăng cường hợp tác. Ông Sullivan ca ngợi tiến triển trong mối quan hệ Nhật-Hàn và đánh giá điều đó tác động sâu sắc đến việc tăng cường quan hệ giữa ba nước. Vị quan chức Mỹ cũng cho biết đã thảo luận với hai người đồng cấp về việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa ba nước trong vài tháng tới. Hoa Kỳ, Nhật Bản không có kế hoạch chia sẻ dữ liệu máy bay không người lái với Đài Loan. Các quan chức quốc phòng Hoa Kỳ, Nhật Bản và Đài Loan đều đã đưa ra tuyên bố bác bỏ các báo cáo rằng Washington và Tokyo sẽ bắt đầu chia sẻ dữ liệu máy bay không người lái theo thời gian thực với Đài Bắc. Các báo cáo này được đưa ra vào tuần trước. Vào ngày 7 tháng 6, Financial Times đã đăng một bài báo với tiêu đề Mỹ liên kết với các đội máy bay không người lái của Đài Loan và Nhật Bản để chia sẻ dữ liệu thời gian thực. Ngay sau đó, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ DOD, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng như Bộ Quốc phòng Đài Loan MND đều bác bỏ các tuyên bố này. Vào hồi tháng 8 năm 2022, có thông tin cho rằng Hoa Kỳ đã chấp thuận việc Đài Loan mua 4 máy bay không người lái MQ-9B Sky Guardian do General Atomic Aeronautical System sản xuất. Vào đầu tháng 5, có thông tin cho rằng máy bay không người lái Sky Guardian sẽ được chuyển đến Đài Loan vào tháng 5 năm 2025. Theo báo cáo của Financial Times, máy bay không người lái mà Mỹ chuyển giao cho Đài Loan sẽ được liên kết với cùng một hệ thống vệ tinh mà Ngũ Giác Đài chia sẻ với lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Ngay sau khi bài báo của Financial Times được xuất bản, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã đăng dòng tweet. Họ không biết gì về kế hoạch chia sẻ dữ liệu liên quan đến máy bay không người lái MQ-9. Sau đó vào ngày 9 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Hamada Yasukazu cũng phủ nhận các báo cáo. Vào ngày 14 tháng 6, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Martin Miner nói với Star Enschai rằng ngũ giác đài hiện không có kế hoạch chia sẻ dữ liệu MQ-9 giữa Đài Loan và Nhật Bản. Cựu tư lệnh quân đội Đài Loan nói hàng không mẫu hạm Trung Quốc là mối đe dọa đối với trật tự toàn cầu. Cựu Tổng Tham mưu trưởng Đài Loan cho biết các hàng không mẫu hạm của Trung Quốc không nhắm mục tiêu cụ thể vào Đài Loan mà là mối đe dọa đối với trật tự an ninh toàn cầu do Hoa Kỳ lãnh đạo. Theo CNA, nhận định trên được ông Lee Minh Tự tổng tham mưu trưởng Đài Loan đưa ra tại buổi trình bày báo cáo về tình hình quốc phòng của Đài Loan do Tổ chức Khoa học Chính trị và Kinh tế Đài Bắc TSEF vào ngày 16 tháng 6. Ông Lee cho rằng, thay vì lo lắng về hàng không mẫu hạm của Trung Quốc, Đài Loan nên coi tên lửa đạn đạo, rông phong, máy bay ném bom tầm xa và tàu ngắm là những mối đe dọa chính. Ông Lee lập luận, phạm vi tiếp cận của những vũ khí này đã bao trùm cả lãnh thổ Đài Loan. Hiện Trung Quốc có hai hàng không mẫu hạm Liêu Ninh và Sơn Đông, còn chiếc thứ ba là Phúc Kiến vẫn chưa sẵn sàng hoạt động. Một số nhà phân tích cho rằng Trung Quốc có thể phong tỏa và ngăn chặn hàng viện trợ đến Đài Loan bằng cách bố trí một hàng không mẫu hạm phía Bắc, Đông và Nam của Đài Loan. Tuy nhiên, ông Lý không cùng quan điểm. Ông nói rằng các hàng không mẫu hạm của Trung Quốc sẽ không hữu ích trong một cuộc tấn công chống lại Đài Loan vì chúng sẽ không thể chống lại các cuộc tấn công của quân đội Hoa Kỳ. Mỹ đẩy mạnh quân bài mới ở Biển Đông Không chỉ tăng cường gian đe bằng sức mạnh quân sự, Mỹ còn đang thúc đẩy triển khai lực lượng tuần duyên để đối phó chiến lược vùng xám của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, nói chung, Biển Đông nói riêng. Tờ Nikkei Asia vừa trích đăng nội dung trả lời từ Đô Đốc Linda Fagan, tư lệnh lực lượng tuần duyên Mỹ USCG về kế hoạch hoạt động của lực lượng này ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Indo-Pacific. Theo đó, bà Fagan nhấn mạnh, chiến lược Indo-Pacific của Mỹ xác định vai trò mở rộng của USCG ở khu vực là ưu tiên của Washington nhằm tìm cách bảo đảm một khu vực tự do và cởi mở. Qua đó, USCG sẽ tiếp tục hiện diện lâu dài ở khu vực này bằng cách triển khai thêm tàu và các lực lượng chuyên biệt. Đại đốc Fagan cho biết thêm, USCG đang tăng cường năng lực hoạt động trên khắp Indo-Pacific và sẽ triển khai các nguồn lực đến Đông Nam Á và Châu Đại Dương. Ngay trong năm nay, tàu tuần duyên USCGC Harriet Lane WMEC 903 sẽ được điều động từ căn cứ ở bang Virginia, Mỹ đến hoạt động ở Indo-Pacific. USCGC Harriet Lane có độ choán nước khoáng 1.800 tấn, trang bị pháo và mang theo máy bay. Thực tế, chiến lược xoay trục của USCG sang Indo-Pacific không phải mới được xây dựng. Cuối năm 2020, Mỹ đề ra kế hoạch tích hợp 3 trong một khi xây dựng lực lượng hải quân, thủy quân lục chiến và tuần duyên trở thành lực lượng quân sự chung trên biển, nhằm ứng phó các thách thức mới, trong đó có Biển Đông. Đến cuối tháng 3 năm 2021, tư lệnh khi đó của USCG là Đô đốc Kansusser có bài phát biểu về chiến lược phát triển và hoạt động của lực lượng này. Sau bài phát biểu, nói chuyện với một số nhà báo, tư lệnh Suss khi đó khẳng định USCG thực sự tập trung vào Indo-Pacific. Chuyên san USNI dẫn lời ông cho rằng Indo-Pacific là nơi mà Mỹ phải cạnh tranh với Trung Quốc. đất Suss đánh giá hồi tháng 3 năm 2021, hải cảnh Trung Quốc không chỉ tiến hành tuần tra ven biển thông thường. Lực lượng này còn sở hữu các tàu vũ trang lớn hơn cả tàu tuần dương và mở rộng hoạt động ở chuỗi đảo thứ nhất. Đó là một phần trong chiến lược vươn vòi của chính quyền Trung Quốc. Kể từ đó, USCG dần tăng cường hoạt động ở khu vực. Ngay trong năm 2021, Hải quân Mỹ thông báo tàu tuần riêng nước này USCGS Manro WMSL 755 đến Vịnh Subic, Philippines. Đây là tàu vũ trang có độ chóa nước khoảng 4.500 tấn, được trang bị pháo 57 mi với hệ thống hỗ trợ khai hỏa Hệ thống pháo phòng không cận chiến làn có thể mang theo trực thăng chiến đấu và trực thăng không người lái. Khi đó, tàu Maro đã diễn tập cùng lực lượng tuần duyên Philippines tại phía đông của Biển Đông. Cuối tháng 2 vừa qua, Reuters đưa tin Mỹ và Philippines đang thảo luận về việc tiến hành tuần tra chung giữa lực lượng tuần duyên hai nước, trong đó có khu vực Biển Đông. Thông tin thêm, ông Jay Terilla, phát ngôn viên của lực lượng tuần duyên Philippines, BCG về các vấn đề Biển Đông, cho hay việc đối thoại với Mỹ đã bước qua giai đoạn sơ bộ và khả năng tiến hành tuần tra chung là cao. Tiếp đó, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6, Mỹ cùng với Nhật Bản và Philippines lần đầu tổ chức tập trận tuần duyên chung ở Biển Đông. Cuộc tập trận còn có sự tham gia của Úc dưới vai trò quan sát viên. Đây là lần đầu tiên ba nước tiến hành tập trận tuần duyên chung. Dùng chiêu gậy ông đập lưng ông Chia sẻ với báo Thanh niên, tiến sĩ James Holm, chuyên gia chiến lược hàng hải, Đại học Hải chiến Mỹ chỉ ra, Trung Quốc thời gian qua áp dụng chiến lược vùng xám bao phủ sức mạnh quân sự ở Biển Đông, sẵn sàng leo thang căng thẳng bằng cách điều lực lượng hải quân để có thể chọn lựa cách thức gia tăng áp lực bằng ngoại giao hay quân sự. Những năm gần đây, Trung Quốc sử dụng lực lượng hải cảnh với nhiều tàu vũ trang kết hợp cùng các tàu dân binh để tìm cách kiểm soát Biển Đông thông qua các hoạt động chấp pháp do Bắc Kinh đơn phương thực hiện. Hậu thuẫn cho lực lượng hải cảnh là hải quân. Nếu các bên khác sử dụng hải quân để đối phó hải cảnh Trung Quốc, thì Bắc Kinh có thể cáo buộc trách nhiệm sử dụng vũ lực, vốn có thể tạo cớ để sử dụng hải quân leo thang căng thẳng. Trong khi đó, nếu đơn thuần sử dụng lực lượng chấp pháp tương tự hải cảnh, thì các bên ở khu vực có có thể so sánh với sức mạnh của hải cảnh Trung Quốc đây chính là cách để Bắc Kinh thực hiện chiến lược vùng xám tăng cường kiểm soát biển đông. Từ bối cảnh trên, thông qua việc triển khai tàu tuần duyên vốn cũng mang sứ mệnh chấp pháp, Mỹ có thể dùng gậy ông đập lưng ông để đối phó hải cảnh Trung Quốc. Ông Derek Grossman, chuyên gia phân tích quốc phòng của tổ chức RAND Mỹ, nhận xét thông qua USCG nằm trong kế hoạch tích hợp 3 trong một là nhằm khai thác các nền tảng có tính cơ động và ít tính chất vũ trang để ứng phó với các lực lượng hải cảnh và dân quân biển mà Trung Quốc đang triển khai ở các vùng biển tranh chấp trong khu vực. Cùng quan điểm, ông Cano Suster, cựu giám đốc bộ phận điều hành của trung tâm tình báo hỗn hợp, bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ và đang giảng dạy ở Đại học Hawaii Thái Bình Dương về quan hệ quốc tế lịch sử, chỉ ra USCG phù hợp giải quyết thách thức về môi trường và thực thi pháp luật trong lĩnh vực hàng hải nhưng ngăn cản hành vi bắt nạt ngư dân, phá hoại môi trường, buôn lậu. Những hành vi vừa nêu không phải gây chiến, nhưng ngẩn chứa rủi ro phá hoại, thậm chí dẫn đến xung đột. Thưa quý vị, mục tin Biển Đông, eo biển Đài Loan của DKN đến đây tạm dừng. Nếu quý vị yêu thích các bản tin của DKN, kính mời quý vị bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin cập nhật mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chúc quý vị một ngày vui vẻ an lành và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo